Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là một ngày thứ sáu. Và hồi sáng này mình có đi làm rồi. Sáng mình làm cũng khá là sớm. Mình làm khoảng là 6 giờ sáng và mình làm tới khoảng 12 giờ trưa. Và khi mà mình về nhà, mình rất là buồn ngủ luôn. Và mình ngủ, thì mình ngủ được khoảng 1 tiếng. Và mình dậy hồi khoảng 2 giờ. Sau đó mình làm đồ ăn, và mình ngồi edit vlog một chút xíu. Và bây giờ là khoảng 5 giờ 45, gần 6 giờ. Bây giờ mình đang trên đường đi đến phòng gym. Nhưng mà trước khi mà mình đi đến phòng gym thì có một điều mình cần phải làm là mình cần phải mua pre-workout. Thì cái pre-workout của mình thường sử dụng đã hết. Mấy bữa nay mình không có thời gian đi mua, nên hôm nay trước khi đi tập thì mình phải mua. Sau đó mình uống rồi sau đó mình chạy tới phòng gym và tập. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về cái buổi tập ngực và lưng của mình. Thì nói sơ về cái lịch tập của mình đang theo hiện tại. Thì hiện tại mình đang tập khoảng 5 buổi một tuần. Thì cái ngày đầu tiên là mình sẽ tập chân. Và cái ngày thứ hai mình sẽ tập tay và vai. Và cái ngày thứ ba mình sẽ tập chân. Và cái ngày thứ tư á, là mình sẽ tập ngực với lưng là cái ngày hôm nay. Và cái ngày thứ năm á, là mình sẽ tập tay và vai. Thì các bạn có thể thấy là cái lượng volume của cái ngày ngực và lưng nó sẽ thấp hơn một chút xíu. Mình chỉ tập ngực với lưng trong vòng có một ngày thôi. Tại vì phần ngực của mình nó cũng rất là ok rồi. Nó không phải là một cái điểm yếu của mình. Cái điểm yếu của mình hiện tại mình đang cần tập trung vào là cái phần vai và tay của mình, cũng như là phần lưng. Vì vậy mình sẽ tập trung nhiều vào cái phần vai, tay và lưng của mình. Còn chân với lại ngực thì mình khá là ok rồi, nên mình sẽ không tập nhiều cho lắm. Thì mình thấy có rất là nhiều bạn nhắn tin trên Facebook của mình, cũng như là comment ở trên cái YouTube của mình, là nói là muốn mình chia sẻ cái lịch tập cho những bạn đó. Thì không phải là mình không muốn chia sẻ cái lịch tập của mình, nhưng mà mình thấy nó giống như mình chia sẻ lịch tập của mình cho bạn mà các bạn không theo được, cũng như vậy thôi. Tại vì cái lịch tập này được coach của mình dựa trên cái cơ thể của mình, cái điểm yếu của mình mà tạo nên cái chương trình này. Vì vậy nếu mà mình share các bạn theo cái chương trình tập này, nó sẽ có thể là không phù hợp với các bạn. Vì vậy có nhiều lúc những cái bạn đó mình không có trả lời, hoặc là mình không có share cái lịch tập, thì thông cảm cho mình nha. Thật sự không phải là mình ích kỷ, mình không muốn share hay gì hết. Tại vì mình thấy cái này nó không phải là ai cái tập theo cũng được hết á. Thì nếu mà bạn là một người mới tập, hoặc là bạn có rất là nhiều thắc mắc về dinh dưỡng, hoặc là tập luyện, hay là thậm chí là bạn không có một cái lịch tập nào và bạn cần một cái sự giúp đỡ, bạn thật sự rất là serious, rất là nghiêm túc trong cái việc tập luyện của bạn á, và bạn cần một người giúp đỡ, thì mình có nhận học viên cho cái khóa học online của mình, khóa coaching online của mình. Nếu bạn muốn thì các bạn có thể nhắn tin ở trên Facebook của mình và chúng ta có thể trao đổi về thông tin, và cũng như là những cái thông tin bạn cần biết về cái khóa coaching này và những điều mình có thể làm để giúp cho bạn đạt được mục tiêu của các bạn. Lần nào mà vô đây mình cũng đứng cả buổi trời, không biết là mua cái loại pre-workout nào hết á. Tại vì mình khá là thích thay đổi cái pre-workout của mình. Thì mỗi lần mình vô đây mình rất là thích mà thử nhiều cái loại khác nhau. Lần trước mình có uống cái loại này rồi. Thì cái này của cái hãng Men Sport, Game Day của cái ông The Online Coach đó, của ông Raymond. Thì rất là nhiều người biết tới ông đó. Thì hôm nay chắc có lẽ là mình sẽ mua cái loại này đây. Thì đây là cái loại PES size. Thì cái loại này của ông Jeff Nipper, của Chris Elkin, của hai người đó. Hai người đó là hai người mà mình biết đang sử dụng cái hãng này. Thì Jeff Nipper thì mình khỏi nói là một người rất là nổi tiếng trong cái giới fitness ở Mỹ đây luôn. Những cái nguyên liệu cơ bản thôi, không có gì quá là phức tạp hết. Có citrulline, betaine, taurine, caffeine, theanine. Thì rất là cơ bản luôn, rất là ok. Thì chắc có lẽ là mình sẽ mua loại này. Một lọ như vậy nó sẽ có 40 serving nếu mà mình sử dụng một scoop thôi. Còn nếu mà mình sử dụng hai scoop á, thì nó sẽ là 20 serving.
Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì cũng đã lâu rồi mình không có làm một cái video nào đó mà mình làm cái voice over trong cái buổi tập của mình. Có nghĩa là mình thu âm trong cái lúc mình tập á. Thì vì vậy trong video ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video và mình sẽ thu âm lại cái buổi tập của mình. Thì như cái đầu video mình có nói là buổi tập ngày hôm nay mình sẽ tập ngực với lại lưng. Nhưng mà trong video bạn hiện tại đang thấy là mình tập một cái bài tập nó không liên quan gì tới những hai nhóm cơ mà mình nói hết á. Mình cũng đang theo một cái chương trình tập giống như powerlifting. Ngoài cái việc mà muốn cải thiện cho cái thể trạng của mình cũng như là cải thiện những cái điểm yếu của mình trong cái quá trình xả cơ này, mình cũng muốn là mình có thể trở nên mạnh hơn trong những cái bài tập chính như là squat, bench, deadlift và overhead press. Do đó trong đầu những cái buổi tập này mình sẽ áp dụng những cái công thức của powerlifting để tập cho những cái bài tập mà mình muốn trở nên mạnh hơn. Ví dụ như bài squat ngày hôm nay sẽ nhằm vào cái ngày mà tập thiên về power day, có nghĩa là tập về sức mạnh, tập về một cái sự bùng nổ, cái sự explosive. Vì vậy mình chỉ tập có khoảng 3 set một cái thôi, chủ yếu là đảm bảo cho cái form của mình thật là tốt. Lúc mình xuống mình sẽ có một cái sự điều khiển đàng hoàng, và khi mà mình lên mình cố gắng mình đứng lên nhanh, thật nhanh, đẩy cho cái mông nó về phía trước và gồng mọi thứ thật là chặt. Nó giống như là một cái ngày để tạo điều kiện cho mình có thể luyện tập cái form của mình nó tốt hơn. Thì sau khi tập xong cái bài tập squat thì mình bước vào cái bài tập ngực đầu tiên cho ngày hôm nay là cái bài tập bench press. Cái lý do mà mình chọn tập bài bench press đó là bởi vì đây là một cái bài tập compound rất là tốt. Nó là cái bài tập mà các bạn có thể đẩy được mức tạ rất là nặng để có thể tạo ra một cái sự quá tải lên cơ bắp để các bạn có thể phát triển cơ bắp một cách tốt nhất. Rất là nhiều video mình có nói tới là để có thể phát triển cơ bắp thì các bạn phải luôn tập trung vào cái sự progressive overload. Có nghĩa là qua thời gian các bạn phải cố gắng cải thiện form và cái mức tạ bạn đẩy có thể tốt hơn, hoặc là các bạn có thể đẩy nặng hơn, hoặc là đẩy nhiều reps hơn. Rất là nhiều cái yếu tố để tạo nên cái sự progressive overload. Thì cái bài tập bench press này hiện tại mình đang luyện cho cái form của mình thật là tốt. Thì lúc trước đó mình làm cái form thì mình vẫn chưa kiểu như là chưa có ăn ý, vẫn chưa có hài lòng về cái form của mình lắm. Thì lúc nào mình cũng luôn chỉnh cái này chỉnh cái kia, thay đổi cái cách nắm tay hoặc là thay đổi cái kiểu cong lưng cái chân của mình. Nói chung là lúc nào mình cũng thay đổi, mình chưa tìm được một cái form mà mình thật sự là hài lòng. Vì lý do đó nên cho cái bài tập bench press này của mình nó trở nên bị chậm hơn. Cái form hiện tại của mình thấy nó cũng khá là ok, và mình thấy mình có thể điều khiển và có thể giữ cho mọi thứ nó thật là cứng cáp, nó thật là gồng, thật là chặt trong nguyên cái bài tập này. Vì vậy mình sẽ cố gắng giữ cái form này và cố gắng nâng được nhiều tạ hơn qua thời gian. Thì về cái form tập của cái bài tập bench press này mình sẽ không nói nhiều nữa, thì mình luôn nói trong những cái video khác rồi, cũng như là mình sẽ cố gắng lên những cái idea và sẽ làm ra một cái video mà hướng dẫn form tập cho những cái bài tập compound này. Thì comment ở phía dưới nếu bạn muốn mình làm cái video đó. Mình đang có ý định là mình sẽ làm một cái sự hướng dẫn cho tất cả các bài tập compound, ví dụ như squat, bench, deadlift, overhead press. Nói chung là bất kỳ bài tập nào các bạn thấy là các bạn đang gặp khó khăn thì cứ comment ở phía dưới, mình sẽ làm một cái video hướng dẫn về cái form tập cho những cái bài tập đó. Thì sau khi tập xong cái bài tập bench press thì mình bước vào tập cái bài tập lưng đầu tiên là cái bài tập chin up. Thì cái lý do mà mình chọn tập cái bài chin up này thay vì là tập cái bài pull up thông thường là để hai tay gọng ra, lý do là mình muốn phát triển cái phần cơ tay trước của mình. Thì trong một cái bài nghiên cứu khi so sánh cái sự phát triển cơ bắp của cái phần cơ tay trước á, giữa cái bài chin up và một số bài khác, thì cái bài chin up này được cho rằng cơ tay trước sẽ được hoạt động rất là nhiều ở trong cái bài tập chin up này. Vì vậy mình cho cái bài tập chin up này vào trong cái buổi tập lưng của mình, để mình có thể ngoài việc đánh vào cái cơ lưng thì mình cũng có thể đánh vào cái cơ tay trước của mình. Tại vì cơ tay trước của mình như bạn biết là một cái điểm yếu trên cơ thể của mình, và mình đang rất muốn cải thiện nó. Ở bài này để có thể làm cho nó trở nên khó hơn một chút xíu thì mình có đeo một cái dây đai lưng và mình có gắn một cái mức tạ, gắn một cái bánh tạ vào trong đây để tập cái bài tập này. Và khi mình tập cái bài này mình cố gắng là mình giữ cho cái cơ bụng của mình thật là chặt và mọi thứ thật là chặt, và mình chỉ tập trung vào kéo nó lên, sử dụng cái phần lưng và phần tay trước của mình. Và khi mình lên mình phải đảm bảo cho cái phần càm của mình nó phải qua khỏi cái thanh bar, tại vì cái bài này nó gọi là chin up. Chin tiếng Anh dịch ra là càm, là cái càm của chúng ta, và up có nghĩa là lên, dịch nôm na là đưa càm lên. Lên là lên đâu, là lên qua khỏi cái thanh bar. Vì vậy mình muốn tập nó một cách đủ rơm, mình không muốn
tập mà ăn gian giống như lên nhấp 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 hay lên phân nửa, như vậy nó sẽ không có tốt lắm, cái cơ bắp của bạn nó sẽ không có chịu được nguyên cái áp lực trong cái bài tập này. Cái bài tập tiếp theo, cái bài tập thứ ba là mình sẽ tập một bài tập cho phần ngực. Thì như bạn thấy mình chia ra là ngực lưng thì mình chia bài tập như vậy để nhằm mục đích là để cho ví dụ như nhóm cơ ngực của mình tập thì nhóm cơ lưng của mình sẽ được nghỉ ngơi, và sau đó mình bước qua tập cơ lưng nó sẽ đẩy được nhiều hơn, mình có thể sẽ kéo được tạ nặng hơn, thay vì là thí dụ mình tập xong cái bài bench press và mình nhảy qua mình tập cái bài này luôn. Thay vì tập cái bài chin up thì cơ ngực của mình và cơ tay sau hay cơ vai gì đó lúc đó nó cũng sẽ khá là mệt, và có lẽ là mình sẽ không thể đẩy nổi được nhiều reps giống như mình đang đẩy hiện tại. Ví dụ mức tạ mình đang tập là 75 pound, nếu mà mình tập xong cái bài bench press mình nhảy qua đây liền có lẽ mình chỉ có đẩy được khoảng 7 cái, nhưng mà trong video này mình đẩy được khoảng 10 cái. Vì vậy đó là cái cách mà mình chia, các bạn có thể chia theo như mình, hoặc là các bạn cũng có thể là tập superset, là có nghĩa là các bạn tập xong bài bench press đúng không, thì các bạn sẽ tập cái bài chin up cộng với cái bài này, vừa tập xong chin up bạn chạy qua và bạn cầm cục tạ đơn và nằm xuống ghế và đẩy như trong video. Thì cái video về superset mình cũng đã có làm rồi, thì các bạn nào mà chưa coi cái video nói về superset đó thì nên vào cái video có đó coi. Trong video mình có nói rất là chi tiết về cách sử dụng cái superset cũng như là những cái bài nghiên cứu xoay quanh cái việc superset này. Thì ở cái bài tập incline dumbbell press này thì mình cố gắng là mình giữ cho cái bả vai của mình ra phía sau để cho cái phần ngực của mình nó ưỡn lên, và khi mà mình xuống giống như là gần như là cái mức tạ nó chạm với cái phần ngực của mình, khi mình đẩy lên mình ép hai cái phần ngực lại sát lại với nhau. Mặc dù là các bạn không cần phải tập quá quá là chậm, nhưng mà các bạn phải nên cố gắng cảm nhận được cái phần cơ mà mình đang tập tới. Ví dụ khi mà mình đẩy lên mình tập cái phần ngực đúng không, thì lúc mà mình đẩy lên mình phải cố gắng cảm nhận làm sao cho phần ngực của mình nó đang hoạt động. Nếu mà các bạn đẩy mà các bạn không cảm thấy cái phần ngực của bạn đang hoạt động mà các bạn chỉ thấy cái phần vai bạn đau, và hoặc là các bạn đẩy quá là nhanh, thì các bạn nên điều chỉnh lại sao cho hợp lý. Một cái lời khuyên tốt nhất mà mình có thể dành cho các bạn đó là thí dụ nếu mà các bạn cảm thấy là cái form của mình không có chuẩn cho lắm và các bạn không biết là mình có tập đúng hay không á, thì mình khuyên là các bạn để một cái điện thoại hay là cầm một cái camera và để quay lại cái form tập của các bạn, và sau đó các bạn sẽ về nhà các bạn coi cái video mà mình tập và lên mạng coi những cái video mà những cái người tập trên mạng, hoặc là các bạn cũng có thể coi cái video của mình. Thì mình không nói là mình có một cái form chuẩn nhất, nhưng mà mình đang cố gắng để cho cái form mình nó chuẩn nhất. Các bạn có thể lên mạng và tìm những cái người nổi tiếng khác và tìm hiểu về cái form tập của họ và so cái video của bạn với những cái video của họ, coi coi các bạn có tập gần giống như vậy không. Nếu mà gần giống như vậy thì các bạn sẽ cố gắng làm sao cho nó thiệt là giống, để nói chung là cái form của mình luôn luôn sẽ được cải thiện qua thời gian. Và sau khi tập xong cái bài tập ngực kia thì mình bước qua một bài tập lưng khác là cái bài seated cable row. Thì trong cái ngày tập lưng của mình rất là thích đánh cái cơ lưng này vào cái nhiều cái góc độ khác nhau. Thì chúng ta có cái góc độ là kéo từ trên xuống dưới, ví dụ như lat pull down, hay là chin up pull up, kéo từ ở mức giữa là ví dụ như mình đang tập đây là cable row, hoặc là mấy cái máy row machine khác. Và một cái góc độ khác là kéo từ dưới lên, ví dụ như bài bent over row, pendlay row, hoặc là one arm dumbbell row. Nói chung là mình khuyên các bạn là nên đánh vào cái phần lưng từ nhiều cái góc độ khác nhau để có thể phát triển cái phần lưng một cách tốt nhất. Thì ở bài tập này mình khuyên các bạn là nên chọn cái mức tạ vừa sức với mình, đừng có chọn mức tạ quá là nặng. Thì nếu mà các bạn chọn quá là nặng thì các bạn sẽ bắt đầu dùng cái phần cơ bắp tay của bạn, cẳng tay của bạn, và cũng như là các bạn sẽ dùng đà quá là nhiều nếu mà các bạn chọn mức tạ quá là nặng. Ở đây á, mình chọn mức tạ vừa sức với mình để mình có thể tập được khoảng 8 đến 12 cái. Nói chung là nếu mà mình maximum ra mình sẽ tập được khoảng 15 cái, nhưng mà mình chỉ dừng lại ở cái mức là 12 cái thôi. Thì mình khuyên các bạn là nên chọn mức tạ theo cái cách mà mình chọn. Ví dụ như cái ngày hôm đó mục tiêu của bạn là tập 10 cái thì bạn sẽ chọn mức tạ mà các bạn có thể làm được khoảng 12, 13 cái, nhưng mà bạn chỉ dừng lại ở cái mức 10 cái thôi, và các bạn cố gắng tập trung vào cái form tập của bạn. Ở bài tập này mình cố gắng là giữ cho cái phần nắm tay của mình thả lỏng và mình kiểu như cái phần tay của mình chỉ giữ cái thanh bo lại thôi. Còn cái việc mà kéo ra phía sau là do cái phần cùi chỏ của mình làm việc đó, mình cố gắng suy nghĩ là kéo cùi chỏ ra phía sau để có thể cảm nhận được cái phần lưng nó tốt hơn.
Và ngoài ra các bạn có thể thấy là khi mà mình nhả cái tạ ra thì mình sẽ nghiêng người về phía trước một chút xíu. Cái mục đích đó là để cho cái mức tạ nó kéo cái phần xô, cái phần lat của mình về phía trước để có thể kéo giãn cái phần cơ đó một cách tốt nhất, để cho mình có thể đảm bảo là mình tập đủ rom. Và sau đó mình sẽ thẳng lưng và kéo nó ngược về lại ra phía sau, dùng cái cùi chỏ của mình và gồng cái phần cơ lưng. Thì nếu bạn nào chưa thử cái kiểu này thì các bạn có thể thử nha. Và cái bài tập tiếp theo là một bài tập cưng cho cơ ngực, thì bài tập này sẽ là bài cable chest fly. Thì ở bài tập này mình chọn một mức tạ rất rất là nhẹ, mình sẽ tập khoảng 15 cái và chủ yếu là mình phải gồng cơ ngực thật là chặt. Vì vậy mình không muốn chọn mức tạ quá là nặng. Nếu mình chọn mức tạ quá là nặng thì thứ nhất á, là mình sẽ không hoàn thành được cái số reps mà mình đề ra. Thứ hai là mình sẽ bắt đầu ăn gian quá là nhiều, và thay vì mình tập cái bài fly là giống như là các bạn kéo giãn cái phần cơ ngực ra thì mình sẽ nó chuyển nó thành một cái bài tập pressing, là có nghĩa là mình sẽ tập đẩy thay vì là mình tập kéo giãn. Ở đây á, khi mà mình kéo vào ở giữa, trong đầu mình sẽ suy nghĩ là giống như là ở giữa phần ngực mình có một cái trái nho ha, có một cái gì đó, và mình muốn dùng cái phần ngực của mình ép nát trái nho đó, hoặc là ép nát một cái vật nào đó. Làm như vậy để mình có thể cảm nhận cái cơ ngực của mình một cách tốt nhất. Hoặc là nếu mà các bạn nào có đi tập với bạn bè hay gì đó thì bạn có thể kêu người bạn của bạn á, để cái phần tay của bạn đó vào cái phần ngực của bạn, và bạn sẽ cố gắng ép cái phần tay của bạn đó bằng cái ngực của bạn. Thì làm như vậy cái nó sẽ tạo ra một cái sự cảm nhận cơ tốt hơn cho bạn khi trong lúc bạn tập. Thì một cái bài tập lưng cuối cùng mà mình tập sẽ là cái bài cable pull over. Thì ở đây á, mình sẽ sử dụng cái sợi dây thần này và mình sẽ đứng cách xa ra khỏi cái máy một chút xíu, và mình tập trung vào giữ cái cùi chỏ mình hơi cong một chút xíu. Ở đây nhìn giống như là mình đang tập cái phần cơ tay sau, nhưng mà không phải, mình đang tập cho cái phần cơ xô của mình. Cố giữ cho cái phần cùi chỏ mình cố định, và mình chỉ giống như là dùng cái phần cơ xô của mình, dùng cái phần cơ lat của mình kéo cái mức tạ xuống và gồng nó thật là chặt. Thì ở đây các bạn nên cố gắng là kéo giống như là mình nói mới nãy, là dùng cùi chỏ của bạn để điều khiển cái mức tạ này. Thì ở đây mình làm cái việc đó và các bạn thấy là cái tốc độ mình tập rất là chậm rãi và rất là điều khiển, tại vì mình không muốn mà ăn gian quá là nhiều, tại vì cái bài này rất rất là dễ ăn gian. Nếu mà các bạn chọn mức tạ quá là nặng thì các bạn sẽ bắt đầu ăn gian nó và các bạn sẽ không còn cảm nhận được cái nhóm cơ mà các bạn muốn tập nữa. Ok, và cái bài tập đó cũng là cái bài tập cuối cùng trong cái buổi tập ngày hôm nay, và mình cảm ơn các bạn đã coi cái video và cũng như đã nghe những chia sẻ của mình trong cái buổi tập ngày hôm nay, và mình mong là những cái chia sẻ này của mình có thể giúp đỡ cho các bạn có một cái buổi tập tốt hơn. Thì có câu hỏi nào các bạn cũng có thể comment ở phía dưới cho mình biết. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xem tiếp video nha các bạn. I'm gonna wear my Converse tomorrow. Red sauce with the same cheese. Yeah. Did you add any other cheese in? No, that's all. Thank you. What kind of sauce on the last one? This is Frey. Little cheat day going. Never cheat day. Every day is cheat day. And he ran out of macro, so that's ran why. Ran out of macro, ran out of money, ran out of life. And him is just enjoying his bulking phase. Rất của cái bài thi hiện tại mình đã tập xong rồi đây, và đang ở chỗ này là cái chỗ ăn pizza với lại chỗ bạn của mình. Thì có thằng bạn mình sẽ tên Free với thằng Game với thằng Yvonne, tụi mình sẽ ăn ở đây, tại vì tập xong khá là trễ, là làm biếng về nhà làm đồ ăn kia mới tới đây để ăn. Với lại chỗ này nó cũng có cái macro rất là tốt, trên mạng trên website nó có macro quá lên trên, có thể tính macro được. Sau khi mình ăn xong mình sẽ về nhà, hoặc là mình sẽ dùng macro của bạn mình lên website của Please Pizza này và bỏ tất cả các nguyên liệu mà mình mua, sau đó nó sẽ cho mình cái macro, cái tổng lượng là bao nhiêu, có thể track vô trong đó.